Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong thông tin mới nhất đưa ra ngày 29 tháng 2, Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho biết ít nhất 120 người đã thiệt mạng khi Israel tấn công vào đám đông người Palestine đang chờ viện trợ nhân đạo ở thành phố Gaza. Người phát ngôn Bộ Y tế Ashraf Al-Kidra cho biết 280 người khác bị thương trong cuộc tấn công vào sáng sớm ngày 29 tháng 2 này. Theo các hãng truyền thông quốc tế, số người thiệt mạng đã tăng lên hơn 100 người và hơn 700 người bị thương trong vụ pháo kích ở dải Gaza ngày 29 tháng 2. Con số thiệt mạng có thể còn gia tăng do nhiều người bị thương đã được chuyển đến một số bệnh viện gần đó để chữa trị. Nhưng thiếu thốn trang thiết bị, vật tư y tế và các nhân viên tại đây không thể xoay sở trước số lượng lớn bệnh nhân. Thông tấn xã dẫn nguồn tin từ trang The Guardian, Anh cho biết, cuộc tấn công diễn ra tại vùng biên Nablusi, dọc con đường ven biển ở rìa phía tây nam thành phố Gaza, nơi một đoàn xe viện trợ đang di chuyển về phía trung tâm thành phố. Địa điểm này nằm ở phía bắc Gaza, nơi việc giao thực phẩm viện trợ là rất hiếm. Trong tuần này, những chuyến hàng viện trợ đầu tiên của các tổ chức phi chính phủ do lực lượng Israel hộ tống đã đến khu vực sau hơn một tháng chờ đợi. Palestine cáo buộc lực lượng Israel đã thực hiện một vụ thảm sát, nổ súng vào đám đông đang chờ nhận hàng viện trợ. Trong khi đó, giới chức quân sự Israel đã thông báo ngắn gọn với truyền thông rằng lực lượng của họ chỉ nổ súng để đe dọa đám đông sau khi đoàn viện trợ di chuyển. Hầu hết thương vong trước đó là do dẫm đạp hoặc do người dân xô đẩy nhau, đè lên nhau. Giới chức Israel cũng hoài nghi về số người chết từ chính quyền Palestine. Cũng theo ghi nhận từ thông tấn xã Việt Nam, đại diện của Palestine tại Liên Hợp Quốc, ông Riyad Mansour kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ pháo kích tại Gaza khiến hàng trăm người thương vong trong lúc chờ nhận hàng viện trợ ở khu vực phía bắc Gaza. Phát biểu trước báo giới, ông Mansour nhấn mạnh, vụ thảm sát này là bằng chứng cho thấy thực tế rằng chừng nào Hội đồng Bảo an chưa hành động và các quyền phủ quyết vẫn còn hiệu lực thì người dân Palestine sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Ông Mansour cho biết, trước đó cùng ngày, ông đã gặp đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield. Tại cuộc gặp, đại diện Palestine kêu gọi Hội đồng Bảo an ra nghị quyết lên án vụ thảm sát và truy tìm những đối tượng đứng sau vụ việc. Ông Mansour cho rằng các bên liên quan cần thực hiện lệnh ngừng bắn để tránh sự việc tương tự tái diễn. Theo đề nghị của Algeria, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp kín chiều 29 tháng 2 để thảo luận vụ pháo kích xảy ra tại khu vực phía Gaza. Phát biểu ngay trước cuộc họp, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ pháo kích tại Bắc Gaza và gọi đây là một ngày bi thảm. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đang khẩn trương tìm kiếm thông tin về sự việc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller thông báo nước này biết Israel đang tiến hành một cuộc điều tra, đồng thời Washington sẽ thúc đẩy tìm ra các câu trả lời và tiếp tục nói rõ với Israel rằng phải thực hiện mọi biện pháp khả thi để có thêm hàng viện trợ vào được dải Gaza. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell cũng lên án vụ sát hại hàng chục người Palestine, gọi đây là hành động không thể chấp nhận được. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu ý tình hình tại Gaza rất xấu và kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại đây. Trên mạng xã hội X ngày 1 tháng 3, ông Macron viết, "Tôi bày tỏ lên án mạnh mẽ nhất đối với những vụ xả súng này và kêu gọi sự thật, công lý và tôn trọng luật pháp quốc tế." Tương tự, chính quyền Iran và Jordan cũng gửi lời chia buồn với chính quyền và người dân Palestine, đồng thời lên án vụ tấn công đẫm máu vừa xảy ra. Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro quyết định đình chỉ việc mua vũ khí của Israel sau vụ việc. Cùng ngày 29 tháng 2, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã thảo luận về những nỗ lực chung của Ai Cập, Qatar và Mỹ nhằm xoa dịu tình hình ở Gaza, đạt được lệnh ngừng bắn, trao đổi tù nhân cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Ở một diễn biến khác, cùng ngày 29 tháng 2, phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, HRC, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, Volker Turk cho biết cuộc chiến thảm khốc ở dải Gaza đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người và cần phải chấm dứt ngay lập tức. Ông Turk cho rằng những gì đang xảy ra ở Gaza vượt quá sức chịu đựng và không thể diễn tả bằng lời. Ngoài hơn 30.000 người thiệt mạng, hơn 17.000 trẻ em đã bị mồ côi hoặc phải sống tách biệt với gia đình. Ông Tắc đồng thời cũng đề cập tình cảnh khốn khó mà người dân Gaza đang phải chịu đựng. Khoảng 3/4 tổng số người dân khu vực này đã phải chạy nạn vì chiến tranh, cùng với đó là việc phá hủy có hệ thống nhằm vào các khu vực sinh sống, biến Gaza về cơ bản thành vùng đất không có sự sống. Trước tình hình đó, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres kịch liệt lên án vụ tấn công đẫm máu tại khu vực Bắc Gaza trước đó cùng ngày, khiến hơn 100 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ông Guterres một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết, những người dân thường tuyệt vọng ở Gaza cần được cứu trợ khẩn cấp, bao gồm cả những người ở phía bắc Gaza, nơi Liên Hợp Quốc đã không thể cung cấp viện trợ trong hơn một tuần qua. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đang khẩn trương tìm kiếm thông tin liên quan, nhấn mạnh vụ việc này cho thấy mức độ cấp bách của một thỏa thuận trao trả con tin. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận với các nhà lãnh đạo Ai Cập và Qatar các cách thức đảm bảo việc Hamas thả con tin và lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần giữa hai bên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để thảo luận vấn đề an ninh lương thực và cứu trợ nhân đạo cho dải Gaza. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới WFP Kaskal cảnh báo nạn đói tại Gaza hầu như không thể tránh được nếu quy mô viện trợ không được mở rộng ngay lập tức. Theo ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam, theo ông Kaskal, Ủy ban chuyên môn thuộc WFP cảnh báo nạn đói có thể diễn ra trước tháng 5 năm nay với khoảng 500.000 người đối mặt với nguy cơ thật sự. Hiện hầu như toàn bộ 2,2 triệu người tại Gaza cần được cứu trợ lương thực. Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc cảnh báo Gaza cũng đang đối mặt với tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng ở mức nghiêm trọng nhất trên thế giới. Với tỷ lệ cứ 6 trẻ em dưới 2 tuổi thì lại có một em bị suy dinh dưỡng cấp tính. Ông Scout cho biết thêm, WFP đã sẵn sàng và có thể nhanh chóng mở rộng hoạt động cứu trợ nếu các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, ngày 27 tháng 2, Mỹ công bố hỗ trợ nhân đạo bổ sung 53 triệu USD cho người dân Palestine bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Gaza và bờ Tây thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, USAID. Như vậy, tổng số tiền tài trợ cho Palestine được chính phủ Mỹ công bố kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến nay là hơn 180 triệu USD. Khoản tài trợ bổ sung này sẽ hỗ trợ các đối tác gồm cả WFP và các tổ chức phi chính phủ quốc tế để cung cấp thực phẩm, sức khỏe, dinh dưỡng, nơi ở, bảo vệ và nước, vệ sinh và hỗ trợ vệ sinh cần thiết khẩn cấp. Điều này bao gồm hỗ trợ điều trị và phòng ngừa suy dinh dưỡng cấp tính. Khoản tài trợ này nhằm giúp các tổ chức nhân đạo có thể nhanh chóng cung cấp hỗ trợ nhằm giải quyết các nhu cầu ngày càng tăng ở Gaza và bờ Tây. Tại cuộc họp, đại diện các nước đã lên tiếng kêu gọi Israel giảm xung đột, tiếp tục mở các cửa khẩu biên giới để đảm bảo hàng viện trợ có thể di chuyển an toàn tới Gaza. Trong bối cảnh đó, ngày 28 tháng 2, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo, trong 2 ngày qua, lực lượng này đã sử dụng máy bay vận chuyển và thả khoảng 160 kiện hàng viện trợ, gồm thực phẩm và thuốc men xuống 17 địa điểm dọc theo bờ biển ở phía nam dải Gaza. Chiến dịch thả dù hàng viện trợ xuống Gaza có sự hỗ trợ từ các máy bay của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Jordan, Ai Cập, Pháp và Mỹ. Các máy bay còn thả hàng xuống khu vực bệnh viện dã chiến do Jordan thiết lập tại thành phố Khan Yunis. IDF cho biết chiến dịch này cũng bổ sung cho các chuyến xe tải chở hàng nhân đạo qua cửa khẩu vào Gaza hàng ngày. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.